Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của Bệnh viện Mina nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin hấp dẫn, thú vị và gọi là gây cấn nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng mình bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Kiev bị công kích dữ dội bất thường. Giới chức Ukraine thông báo Nga tiến hành đợt không kích dữ dội bất thường nhắm vào Kiev với số tên lửa nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. Lực lượng phòng không đã đối phó nhiều mục tiêu trong đợt không kích. Andrei Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết trong bài đăng trên Telegram rạng sáng nay, nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Báo động phòng không được kích hoạt trước đó trên gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev cũng xác nhận các tổ hợp phòng không đã đánh chặn hàng loạt vật thể trên bầu trời thành phố, thêm rằng các mảnh vỡ rơi xuống các quận nội thành gồm Obolovsky, Senjakivsky, Chomomiansky và Danishiky. Đây là đợt tấn công dữ dội khác thường, với lượng tên lửa tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Serhiy Bokko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev, cho hay, theo thông tin sơ bộ, phần lớn mục tiêu kẻ thù trên bầu trời Kiev đã bị phát hiện và tiêu diệt. Giới chức Kiev cho hay, Nga đã sử dụng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và có thể cả tên lửa đạn đạo tập kích. Hiện chưa rõ bao nhiêu quả đạn bị bắn rơi trên bầu trời thành phố. Thị trưởng Kiev Vyacheslav Klitschko nói rằng những mảnh vỡ này gây cháy nhiều ô tô và làm hư hại một công trình ở quận Solomiansky, làm ít nhất 3 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga đã phóng nhiều UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev và các khu vực khác gần như hàng đêm trong tuần qua. Natalia Humenius, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine, cho rằng Moscow đang tăng cường độ không kích nhằm đánh giá, xác định các vị trí tổ hợp phòng không Ukraine và tìm cách bào mòn lưới phòng thủ đối phương. Quân đội Anh cuối tháng trước nhận định Nga đang tìm cách hủy diệt các đơn vị dự bị và lọt khí tài phương Tây vừa được viện trợ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng số vũ khí được Nga triển khai trong những đợt tấn công gần đây ít hơn so với các đoàn tập kích trong mùa đông, nhiều khả năng không nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra hôm 13 tháng 5 tại thành phố Menisky, miền Tây Ukraine, dường như do UAV tấn công kho đạn và điểm tập kết xăng dầu, kho chứa của nhà máy hóa chất Balogaz, nơi tham gia sản xuất nhiều loại tên lửa cho quân đội Ukraine, cũng bị tập kích đêm 30 tháng 4 và tạo ra vụ nổ dữ dội làm sáng rực bầu trời đêm tại tỉnh miền Trung Dnipro. Phương Tây và Ukraine gần đây nhiều lần đề cập tới chiến dịch phản công quy mô lớn với kỳ vọng giành lại nhiều khu vực Nga đang kiểm soát. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng phản công vào lúc này là chưa phù hợp vì sẽ gây ra thương vong lớn. Các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá sau khi lực lượng Nga củng cố phòng tuyến dài hơn 1.000 km, quân đội Ukraine với nguồn lực hiện nay khó tiến xa hay lập kỳ tích như đợt phản công hồi tháng 9 năm 2022 ở Kharkov và Kherson. Tiếp theo, Anh sắp đào tạo phi công Ukraine. Thủ tướng Sunak cho biết Anh cam kết sớm đào tạo phi công Ukraine với chiến thuật của NATO, song chưa công bố loại máy bay sẽ sử dụng. Xây dựng khả năng chiến đấu của tiêm kích không phải điều đơn giản. Điều này không chỉ gồm cung cấp máy bay mà còn liên quan tới huấn luyện phi công và tất cả hoạt động hậu cần đi kèm. Anh có thể đóng vai trò quan trọng trong đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói ngày 15 tháng 5. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu đào tạo phi công Ukraine, ông Sunak cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đó là điều mà chúng tôi thảo luận hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các kế hoạch đó trong thời gian tương đối ngắn. Theo ông Sunak, chương trình đào tạo bay cơ bản sẽ nhằm huấn luyện công dân Ukraine trở thành những phi công sẵn sàng chiến đấu với kiến thức về các chiến thuật của NATO. Tuy nhiên, ông Sunak chưa công bố loại máy bay mà anh sẽ dùng để huấn luyện phi công Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron nói Pháp để ngỏ khả năng đào tạo phi công cho Ukraine, đồng thời nhận định một số quốc gia châu Âu sẵn sàng làm điều này. Tôi nghĩ các cuộc đàm phán với Mỹ đang diễn ra, ông Macron nói, hoạt động huấn luyện có thể bắt đầu ngay bây giờ. Ukraine trong nhiều tháng đề nghị phương Tây cung cấp tiêm kích hiện đại như F-16 để lùi các đợt tập kích của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và các thành viên NATO tới nay từ chối cung cấp F-16 với lý do chúng quá phức tạp để Ukraine nhanh chóng làm chủ và bảo dưỡng, cũng như lo ngại quyết định sẽ khiến Nga leo thang xung đột. Trước cuộc gặp giữa ông Sunak với Tổng thống Zelensky, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh khẳng định nước này không có kế hoạch chuyển tiêm kích cho Ukraine
Phía Ukraine quyết định huấn luyện phi công của họ trên F-16, song không quân Anh không sử dụng tiêm kích đó, người này cho biết. Một quan chức Pháp hồi tháng 2 cho biết, nước này trên lý thuyết có thể chuyển 13 tiêm kích Mirage 2000C vừa ngừng hoạt động, song cảnh báo sẽ mất nhiều thời gian huấn luyện phi công Ukraine cách vận hành chúng. Chuyên gia Chet Timron tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Rusi cảnh báo dù tiêm kích phương Tây có thể mang đến năng lượng lớn hơn cho Ukraine, lưới phòng không của Nga sẽ buộc chúng phải bay thấp khi yểm trợ mặt đất và hạn chế hiệu quả tác chiến. Nga và Ukraine đều không kiểm soát bầu trời, do đó vai trò của không quân ít nổi bật trong cuộc xung đột vốn được định hình chủ yếu bằng pháo binh. Các tàu hộp phòng không S-300 từ thời Liên Xô của Ukraine cùng hệ thống tên lửa do phương Tây viện trợ từ ngăn tiêm kích Nga tiến sâu ở không phận nước này. Tin tiếp theo, nỗi lo sau chuyến công du châu Âu của ông Zelensky. Chuyến công du lọt nước châu Âu của ông Zelensky thể hiện nỗi lo của Ukraine về nguy cơ gió đảo chiều ở Mỹ sau bầu cử tổng thống năm 2024. Đứng cạnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 14 tháng 5, dự chuyến công du chấp nhoáng tới các nước châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ghi nhận vai trò của Berlin là bên cung cấp viện trợ lớn thứ hai cho Kiev, chỉ sau Washington. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng để đưa Đức lên vị trí số 1, ông Zelensky nói, trong khi Thủ tướng Đức Scholz mỉm cười. Bình luận mà Tổng thống Zelensky đưa ra trong chuyến thăm Berlin có phần lạc quan, nhưng đã phản ánh một nỗi lo thực tế khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang bước vào giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, theo giới phân tích. Nỗ lực của Kiev nhằm lôi kéo ủng hộ từ các đồng minh, nhiệm vụ diễn ra gần như liên tục từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái, đang ngày càng bị phủ bóng bởi kịch bản Mỹ sẽ không còn là viện trợ hàng đầu cho Ukraine sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ở mức độ nào đó, điều này chứng tỏ châu đang bất an trước cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Mỹ. Liana Fitch, chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, Viện Nghiên cứu có trụ sở tại New York nhận xét, châu Âu muốn khẳng định họ vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ Kiev, ngay cả khi gió đổi chiều ở Mỹ, nhằm làm rõ rằng cuộc chiến này là mối đe dọa đối với cả Ukraine lẫn châu Âu. Dù cuộc tranh cử tổng thống Mỹ mới bước vào giai đoạn đầu, việc Donald Trump, ứng viên hàng đầu đảng Cộng hòa, từ chối cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu ông đắc cử vào Nhà Trắng năm 2024 đã thổi bùng tâm lý lo âu khắp châu Âu. Berlin đang chuẩn bị cho khả năng Donald Trump có thể đánh bại Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm sau. Tờ Der Bierren của Đức viết vào tháng trước, đồng thời nhận định kết quả như vậy có thể gây ra thảm họa cho cả Ukraine và NATO. Là đầu tàu kinh tế của châu Âu, Đức trước đây từng có mối hệ tương đối căng thẳng với Ukraine xung quanh vấn đề mức độ hỗ trợ quân sự mà Berlin sẽ cung cấp cho Kiev. Chuyến thăm cuối tuần qua đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Ukraine tới Berlin kể từ thời điểm xung đột bùng phát. Nó được coi là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai nước khi Đức công bố gói viện trợ quân sự lớn chưa từng có cho Ukraine vào đêm trước cuộc gặp của hai lãnh đạo. Chỉ hơn một năm trước, thái độ gay gắt của Ukraine đã khiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phải hủy chuyến thăm Kiev. Việc Đức ngần ngại cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine cũng là nguyên nhân khiến mối quan hệ song phương trở nên lạnh nhạt suốt nhiều tháng. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Shishky cho hay những thành tựu gần đây ở Bakhmut đã chứng minh Kiev hoàn toàn có thể tiến lên ngay cả trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đang chiến đấu với ít nguồn lực hơn đối phương, nhưng vẫn có thể ngăn chặn kế hoạch của họ, ông tuyên bố. Tin tiếp theo, Mỹ chuyển xe tăng M1 Abrams tới Đức để huấn luyện lính Ukraine. Lầu Năm Góc thông báo chuyển 31 xe tăng M1 Abrams tới Đức để huấn luyện binh sĩ Ukraine trong chương trình dự kiến kéo dài vài tháng. Chương trình đào tạo mở rộng dành cho các đội bảo trì và kiếp lái Ukraine nhằm chuẩn bị cho họ đảm nhận những vai trò quan trọng trước khi vận hành hiệu quả xe tăng M1 Abrams. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 15 tháng 5 cho biết, tôi có thể xác nhận rằng 31 xe tăng huấn luyện M1 Abrams đã tới Gavenwer, Đức để chuẩn bị cho đợt huấn luyện tiếp theo của lính tăng Ukraine. Ông Ryder nói, xe tăng M1 Abrams yêu cầu bảo trì rất nhiều để duy trì hoạt động. Do đó, khía cạnh quan trọng của pháo huấn luyện này sẽ là bảo trì và duy trì hoạt động. Ông Ryder khẳng định 31 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ chuyển tới Đức không phải là những chiếc mà Ukraine sẽ sử dụng trên chiến trường. Những chiếc đó đang được tân trang và chuẩn bị vận chuyển, phát ngôn viên nói. Mỹ hồi tháng 2 thông báo chuyển xe tăng M1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng nước này đề nghị.
Lầu Năm Góc sau đó cho biết sẽ viện trợ biến thể M1A1 với ít phức tạp hơn cho Ukraine để nhảy nhanh tốc độ bàn giao, do có thể rút số xe tăng này từ kho niêm cất và tân trang nhanh hơn những mẫu hiện tại. Đại tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, khẳng định dù chuyển gấp số xe tăng này, binh sĩ Ukraine không thể lập tức đưa chúng vào giao tranh với lực lượng Nga. Các binh sĩ Ukraine phải trải qua pháo huấn luyện kéo dài 10 tuần, dự kiến bắt đầu cuối tháng 5 tại Đức. Một số chỉ huy quân đội Mỹ cảnh báo xe tăng không phải vũ khí tối thượng giúp Ukraine giành chiến thắng trước Nga. Đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nhận định xe tăng M1 sẽ hoạt động rất hiệu quả trên chiến trường, song không tạo ra lợi thế mang tính quyết định cho Ukraine. Mỹ phát triển M1 Abrams từ năm 1972 đến năm 1975 và vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120mm, súng đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm, có thể đạt vận tốc tối đa là 67 km/h. Kiếp lái của F1 Abrams có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. Xe tăng M1 Abrams được đánh giá là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông. Như các bạn được biết thì chó là một loài vật khá là thông minh và gần gũi với con người. Thì số lượng người yêu chó rất là nhiều và chó thì thường có tuổi thọ rất là thấp. Nhưng trong phần tin thứ 5 này ở Bồ Đào Nha đã có một chú chó là được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là chú chó sống lâu nhất thế giới. Hiện tại thì nó đã 31 tuổi rồi. Để biết được thông tin nội dung về chú chó đáng yêu này thì chúng ta bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay trong ngày luôn nha cả nhà. Chó sống thọ nhất thế giới đón sinh nhật tuổi 31. Bobby, con chó ở Bồ Đào Nha được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là chú chó sống lâu nhất thế giới, vừa đón sinh nhật thứ 31. Bobby đón tuổi 31 hôm 11 tháng 5 và sẽ được tổ chức bữa tiệc sinh nhật ngày 20 tháng 5 tại nhà riêng của chủ ở Conrad Road, ngôi làng miền Nam Bồ Đào Nha. Leo Nicotta, chủ của Bobby, nói rằng đây sẽ là bữa tiệc rất truyền thống của người Bồ Đào Nha, với hơn 100 người tham dự và một vũ đoàn đã được mời đến biểu diễn. Theo Cotta, Bobby nhận được rất nhiều sự chú ý kể từ khi được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới tuyên bố là con chó sống lâu nhất trên thế giới. Hồi tháng 2, rất nhiều nhà báo và mọi người từ khắp nơi trên thế giới tìm đến để chụp ảnh với Bobby. Cotta cho hay, sức khỏe của Bobby hiện vẫn tốt, nhưng Cotta gần đây đưa nó đi kiểm tra do lo ngại chó cưng có thể bị căng thẳng vì thường xuyên tiếp xúc nhiều người. Họ chụp nhiều ảnh nên nó phải đứng dậy nhiều lần, thật không dễ dàng cho Bobby. Cotta nói thêm, Bobby là một con chó Raffaello do Alessandro thường chủng, giống chó Bồ Đào Nha được huấn luyện để bảo vệ gia súc. Do lớn tuổi, Bobby đi lại khó khăn và cũng bị suy giảm thị lực. Cotta cho rằng Bobby sống lâu một phần nhờ môi trường yên tĩnh, thanh bình ở làng quê này. Cotta chỉ mới 8 tuổi khi chó cưng của anh ra đời. Bobby thật đặc biệt vì mỗi lần nhìn nó, tôi lại như nhớ đến những người thân trong gia đình chẳng may đã qua đời, như bố, anh trai hoặc ông bà tôi, Cotta chia sẻ. Các bạn hãy cho kênh của mình một lượt đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi kênh của mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp các bạn về những bản tin kế tiếp.